Kính chào quý vị và các bạn, chúng ta đang đến với những tin tức nóng hổi nhất trên kênh Tin Mới. Trong bản tin ngày hôm nay sẽ có những tin tức đáng chú ý như sau. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Bản tin lũ lụt Trung Quốc mới nhất ngày 14 tháng 8 năm 2023. Thưa quý vị và các bạn, vào khoảng 5 giờ 40 phút sáng ngày mùng 10, nguy cơ đoạn đê ở mã toàn vệ của sông Ngọc Giang đã được kiểm soát. Lực lượng dân quân nhanh chóng tập hợp và xông lên tuyến đầu cứu hộ khẩn cấp và cứu trợ thiên tai, nhanh chóng để sơ tán những người bị mắc kẹt. Vào sáng sớm ngày 10 tháng 8, sau khi hơn 800 nhân viên cứu hộ làm việc suốt đêm, một tin vui đã đến là nguy cơ sạt lở kè tại mã toàn vệ, quận Ngọc Giang, thành phố Ưng Đàm đã được kiểm soát hiệu quả. Tính đến 14 giờ ngày 10 tháng 8, đợt mưa lớn này đã khiến 2,875 triệu người ở tỉnh Giang Tây bị ảnh hưởng, 201.000 người cần hỗ trợ cuộc sống khẩn cấp và thiệt hại kinh tế trực tiếp là 4,29 tỷ nhân dân tệ. Và lúc 13 giờ trưa ngày 10, mực nước ở Hồ Bà Dương vượt mức cảnh báo 0,5 m. Nam Xương cũng đã nâng cấp và đưa cảnh báo lũ màu cam vào ngày 13 tháng 8. Vào ngày 10 tháng 8, theo báo cáo phòng chống lũ lụt và cứu trợ thiên tai mới nhất của Ban Quản lý Khẩn cấp tỉnh Giang Tây, từ 8 giờ ngày 9 tháng 8 đến 8 giờ ngày 10 tháng 8, lượng mưa trung bình trên địa bàn tỉnh là 250,7 mm, trong đó Phúc Châu có lượng mưa lớn nhất là 400,7 mm, tiếp theo là Cám Châu ở mức 380,1 mm, thành phố Ưng Đàm thứ ba là 340,6 mm. Ba quận huyện có lượng mưa nhiều nhất, quận Ngọc Đô 162,1 mm, quận Chương Công 161,9 mm, quận Thạch Thành 160,9 mm. Lượng mưa tối đa đo được là 433,8 mm tại trạm làng Tả Bá ở quận Đại Ngũ, tiếp theo là 426,5 mm tại trạm Linh Bắc ở quận Ngọc Đô và 415 mm tại trạm Lão Nhân Ngô ở quận Tiền Sơn. Thống kê cho thấy, có 892 trạm thuộc 49 quận huyện trong tỉnh có lượng mưa vượt 250 mm, 17 trạm thuộc 8 huyện có lượng mưa vượt 400 mm. Kể từ trận mưa lớn vào ngày 8, tổng cộng 29 con sông và 46 trạm ở Giang Tây đã trải qua trận lũ siêu cấp. Vào ngày 9, tổng cộng 20 con sông và 38 trạm ở Trung và Hạ Lưu sông Cám Giang, Trung và Hạ Lưu sông Phúc Hà và sông Tân Cương đã trải qua lũ lụt trên mức báo động với phạm vi trên mức báo động là 0,4 đến 2,45 m. Điều đặc biệt đáng chú ý là do lượng mưa lớn liên tục, mực nước tại trạm Hình Tử Hồ Bà Dương đã tăng lên 19,41 m vào lúc 13 giờ ngày 10, vượt mức cảnh báo 0,5 m. Vào lúc 6 giờ ngày 10, 8 hồ chứa lớn bao gồm Luân Đàm, Sán, Khẩu Yên, Đông Cốc, Phan Kiều, Giang Khẩu, Tân Giang, Diệp Hải và Bạch Vân Sơn đã vượt giới hạn lũ với mức vượt từ 0,6 đến 2,62 m. Theo báo cáo từ nhiều nơi, tính đến 14 giờ ngày 10 tháng 8, lũ lụt bắt đầu vào tối ngày 8 tại 9 thành phố, bao gồm thành phố Phúc Châu, thành phố Tế An, Bình Hương, Tân Dư, Cám Châu, Nghi Xuân, Thượng Nhiêu, Ưng Đàm và Cảnh Đức Trấn. 2,875 triệu người ở 59 quận được chia thành các quận và thành phố bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Trong đó, 326.000 người phải di rời và tái định cư khẩn cấp, 201.000 người cần hỗ trợ cuộc sống khẩn cấp, 181.800 ha đất mùa màng bị ảnh hưởng, 264.000 ha bị phá hủy, 404 hộ gia đình với 942 ngôi nhà bị sập, 744 gia đình với 1.226 ngôi nhà bị hư hỏng nặng, 4.305 hộ gia đình với 8.773 ngôi nhà bị hư hỏng nhẹ, thiệt hại kinh tế trực tiếp là 4,29 tỷ nhân dân tệ. Hiện tình hình thiên tai vẫn đang được xác minh thống kê thêm. Do mưa bão liên tục nên vào khoảng 8 giờ sáng ngày 10 tháng 8, mái dốc phía trên bên trái đường K57 thuộc đoạn Thái Kinh của đường G1517 đã bị sạt lở. Ngoài ra, lượng mưa lớn những ngày qua đã làm sạt lở đường du lịch ở khu vực núi Mai Linh. Hai điểm sạt lở đã làm sụt gần 25 mét khối đất. Sau khi nguy hiểm xảy ra, lực lượng cứu hộ từ tập đoàn đường cao tốc Giang Tây và bộ phận đường cao tốc đã nhanh chóng đến hiện trường và tích cực thực hiện công tác cứu hộ khẩn cấp để đảm bảo tuyến đường thông suốt. Thời gian qua, nhiều nơi trên địa bàn tỉnh có mưa lớn, khiến nhiều công trình điện bị hư hỏng. Cán bộ ngành cung ứng điện đã nhanh chóng sửa chữa, dốc toàn lực để đảm bảo cho nhân dân sử dụng điện phục vụ cho sản xuất và đời sống. Bắt đầu từ ngày 11 tháng 8, thành phố Nghi Xuân đã đổ mưa lớn. Bị ảnh hưởng bởi mưa lớn, 23 đường dây 10 kV ở thành phố Nghi Xuân đã ngừng hoạt động và mức tiêu thụ điện của 27.700 người dùng bị ảnh hưởng. Để đạt được mục tiêu này, công ty cung cấp điện Nghi Xuân đã cử 36 đội sửa chữa khẩn cấp với 256 nhân viên và 89 phương tiện để sửa chữa khẩn cấp. Tính đến 6 giờ ngày 10 tháng 8, 13 đường dây đã được cấp điện trở lại,
nhân sự của công ty cung cấp điện vẫn đang nỗ lực hết mình để sửa chữa các đường dây khác. Tối ngày 9 tháng 8, mưa lớn liên tục khiến Nguyên Hà vượt mức nước cao nhất trong lịch sử khi đỉnh lũ đi qua khu đô thị trung tâm Tân Dư. Trạm biến áp 110 kV nằm bên sông Nguyên Hà bị ngập lụt nghiêm trọng, uy hiếp đến sự vận hành an toàn của trạm biến áp. Sau khi tình huống nguy hiểm xảy ra, công ty cung cấp điện lưới nhà nước Cam Tây đã nhanh chóng tiến hành phòng chống lũ lụt và cứu hộ. Sau gần 6 giờ liên tục, đến 0 giờ 10 phút ngày 10 tháng 8, tình hình nguy hiểm đã được kiểm soát hiệu quả. Điện sẽ cấp trở lại kịp thời, theo dõi mực nước sông Nguyên giảm xuống. Ngoài ra, do mưa lớn nên 89 đường dây 10 kV của lưới điện bằng tường ngừng hoạt động, 44 chân đế bị đổ. Bộ phận cung cấp điện của thành phố Bình Hương đã nhanh chóng khôi phục nguồn điện. Sáng ngày 10 tháng 8, Thống đốc Dịch Liên Hồng chủ trì cuộc họp lập kế hoạch công tác phòng chống lũ lụt của tỉnh và có bài phát biểu nhấn mạnh cần nỗ lực bền bỉ, bám trụ, tiếp tục phát huy tinh thần không ngại khó khăn, tác chiến không mệt mỏi, liên tục chủ động phòng ngừa, ứng phó khoa học, có biện pháp hữu hiệu, kiên quyết đấu tranh chống lũ, khắc phục hậu quả thiên tai trong lúc cam go. Dịch Liên Hồng chỉ ra rằng nhiều sông ngòi ở tỉnh hiện đang vượt quá mức báo động và lượng mưa lớn sẽ quay trở lại vào ngày 12 tháng 8. Tình hình phòng chống lũ lụt và cứu trợ thiên tai vẫn còn nghiêm trọng. Yêu cầu của Dịch Liên Hồng trước tiên là tăng cường cường độ tuần tra các bờ kè và kiểm tra các mối nguy hiểm. Các đơn vị và cá nhân có trách nhiệm liên quan phải nhanh chóng đến vị trí của mình và thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của mình. Đặc biệt, tại đoạn kè siêu cảnh báo cần tăng cường nhân lực, kiểm tra chuyên sâu để đảm bảo phát hiện, xử lý, khắc phục ngay từ đầu các tình huống nguy hiểm. Thứ hai là di chuyển người dân khẩn cấp, kịp thời để tránh nguy hiểm. Thực hiện sớm hệ thống chuyển dân trong vùng nguy hiểm, đặc biệt phải tập trung vào các khu vực thường xuyên xảy ra sạt lở núi, tai biến địa chất, đồng thời kiên quyết dứt khoát điều chuyển dân khi nhận được thông báo điều chuyển. Thứ ba là thực hiện trước các biện pháp phòng chống úng đô thị. Cần tranh thủ thời gian mưa ngắn ngày để nạo vét kênh mương, mạng lưới đường ống càng sớm càng tốt, lắp đặt sẵn các thiết bị thoát nước quy mô lớn tại các khu vực trũng thấp của thành phố, làm tốt công tác cảnh báo sớm và điều hành giao thông kịp thời giải quyết hiệu quả tình trạng ngập úng đô thị. Thứ tư là làm tốt công tác cứu trợ đồng bào bị nạn. Cần đảm bảo cho tất cả những người bị ảnh hưởng có nơi ở, có thức ăn, nước sạch để uống, có quần áo mặc và được khám chữa bệnh kịp thời khi ốm đau. Các bộ phận liên quan cần thu xếp tốt công tác cứu trợ sau thiên tai, vệ sinh phòng chống dịch bệnh, khôi phục sản xuất để người dân bị ảnh hưởng cảm nhận được sự quan tâm, yêu thương của Đảng và chính quyền. Mưa lớn nhiều ngày khiến mực nước sông Gan dâng cao chóng mặt. Vào lúc 10 giờ 44 phút ngày 10 tháng 8, Cục Thủy văn Nam Sương đã nâng cấp và đưa ra cảnh báo lũ màu cam. Do lưu vực có mưa liên tục, dự kiến sẽ có lũ cao hơn cảnh báo khoảng 0,4 m ở khu vực Giang Nam, Giang Tây trong 38 giờ tới. Trong khoảng 42 giờ tới, ở khu vực trước nhánh giữa sông Cẩm Giang sẽ xuất hiện lũ cao trên báo động khẩn cấp khoảng 1,8 m, trên báo động giới hạn an toàn khoảng 1,2 m ở phần của nhánh phía Nam. Dự kiến đoạn Lệ Gia Độ của sông Phu Hê sẽ có lũ vượt mức cảnh báo khoảng 0,8 m trong 10 giờ tới. Đoạn Ôn Gia Chấn sẽ có lũ vượt mức cảnh báo khoảng 0,4 m trong 12 giờ tới và đoạn Tam Dương sẽ có lũ vượt mức cảnh báo khoảng 1,3 m trong 30 giờ tới. Cục Thủy văn thành phố Nam Sương đã yêu cầu đê Giang Đông, kè thành phố Nam Sương, đê Diên Giang, kè Dương Tử Châu, Hồng Kỳ Liên Vệ, Giang Tương Liên Vệ, Nam Tân Liên Vệ, 24 Liên Vệ, kè Phục Hy, kè Phúc Đông, Trường Lạc Liên Vệ, tất cả các đơn vị liên quan và nhân dân ở vùng trũng dọc theo sông Quân Sơn và Hồ Liên Vệ nên tăng cường phòng ngừa và tránh nguy hiểm kịp thời. Do vành đai mưa dịch chuyển lệch và ép xuống phía Nam, nên ngày 13 tháng 8 và 14 tháng 8 trên địa bàn tỉnh đã tạnh mưa. Tuy nhiên, bắt đầu từ ngày mai, một đợt mưa mới sẽ quay trở lại. Theo dự báo của Đài khí tượng tỉnh, ngày 14 tháng 8 toàn tỉnh nhiều mây, có mưa rào hoặc dông vài nơi, có nơi mưa vừa đến mưa to. Ngày 15 tháng 8 trời nhiều mây, có mưa vừa đến mưa to. Ở Bắc Giang Tây có nơi mưa to, có nơi mưa rất to. Miền Trung và Bắc Giang Tây có mưa vừa, có nơi mưa to. Các tỉnh khác nhiều mây, có mưa rào hoặc dông vài nơi. Hôm 13 tháng 8, trời nhiều mây ở Nam Sương với nhiệt độ cao nhất khoảng 29 độ C. Dự báo hôm nay trời nhiều mây, chiều tối và mưa rào vài nơi. Vào ngày mai, Nam Sương có mưa vừa đến mưa to hoặc dông. Mưa to cục bộ có thể kèm theo mưa lớn ngắn ngày, sấm sét và các loại thời tiết đối lưu mạnh. Thời tiết gần đây nhiều mây và mưa, mọi người phải chú ý an toàn khi đi lại và mang theo áo mưa bên mình. Bị ảnh hưởng bởi lượng mưa lớn, mực nước sông Bai Ta dâng cao, đến 15 giờ ngày 9 tháng 8, mực nước tại trạm Pasi đạt 32,25 m, cao hơn mực nước cảnh báo 1,25 m. Đoạn km 11 + 105 của kè Thạch Tử Nham, mã toàn vẹn ở quận Ưng Đàm Ngọc Giang,
đã bị sạt lở khoảng 30 mét trên mặt nước, sau đó phát triển rộng ra lên khoảng 60 mét. Do ảnh hưởng của mưa bão kéo dài và tốc độ lũ lụt về nhanh, huyện Ngọc Giang đang nhanh chóng thành lập trụ sở cứu nạn tạm thời. Sau khi nhận được báo cáo về nguy cơ, Bí thư Tỉnh ủy Lưu Kỳ và Tỉnh trưởng Dịch Liên Hồng yêu cầu nỗ lực hết sức để cứu nạn khẩn cấp và đảm bảo sự an toàn về tính mạng và tài sản của nhân dân. Theo các biện pháp cứu hộ đã được xác định, trụ sở cứu hộ tạm thời cử hơn 800 nhân viên cứu hộ, 48 phương tiện và 8 thuyền tấn công từ công ty Anung Trung Quốc, Sư đoàn Quân Ưng Đàm, Đội Cứu hỏa Ưng Đàm, Đội Cảnh sát Vũ trang Ưng Đàm và Cứu hộ khẩn cấp quận Ngọc Giang. Đội 14 xuồng cao su, 2 máy xúc, 7 máy xúc, 2 xe máy phát điện khẩn cấp, hơn 1.000 viên đá vuông, 25.000 bao tải và các vật dụng chống lũ khác đã được đưa vào ứng cứu khẩn cấp. Theo báo cáo, các biện pháp khẩn cấp đã được thực hiện tại hiện trường. Để cố định chân bằng vật liệu đất đá và đóng bao ở mặt trước của nước, đồng thời đắp đê ở mặt sau để gia cố đê cứu hộ. Có những ngày mưa dầm dãi nắng, trách nhiệm thì vô vàn, đến khoảng 5 giờ 40 phút sáng ngày 10 đã khẩn cấp thông tuyến đê bao đôi. Đê bao phía sau nước được đắp vào đúng vị trí, nguy cơ sạt lở đê bao đã được kiểm soát. Kè đã được mở rộng thêm khoảng 7 m về phía mái dốc giáp mặt nước và được nâng cao khoảng 0,8 đến 1 m. Chiều ngày 10, Sở Chỉ huy Cứu hộ tạm thời lên phương án chi viện cụ thể, tức là lấy đê phía sau nước làm nền, tiếp tục tăng chiều cao và chiều rộng để phía dốc giáp mặt nước. Đồng thời, đá bò trong lồng thép được sử dụng để tăng cường bảo vệ khẩn cấp ở đỉnh dốc thượng lưu. Sau khi bộ phận đường sắt nỗ lực hết sức để sửa chữa, một số đoạn của đường sắt Ưng Hạ bị chặn do mưa lớn đã được dỡ bỏ vào lúc 11 giờ 49 phút ngày hôm 13 tháng 8. Bị ảnh hưởng bởi lượng mưa lớn liên tục, thiệt hại do nước đã xảy ra ở nhiều nơi giữa ga Phúc Thụ Linh và ga Phúc Văn trên đường sắt Ưng Hạ kể từ ngày 10 tháng 8. Để đảm bảo tuyệt đối an toàn giao thông vận tải đường sắt phía Nam đã thực hiện phong tỏa khu đoạn lúc 10 giờ 10 phút ngày 10 tháng 8, tàu K6218 quay đầu. Bộ phận công trình công cộng Nam Bình đã tổ chức hơn 1.500 người, 25 máy xúc, 6 máy bơm nước, 1.600 viên đá vuông và 600 viên đá dàn vuông. Thực hiện các biện pháp như đổ và lấp đống đổ nát, chặt cây, dọn dẹp các chỗ bị sập và bơm thoát nước, đồng thời tích cực giải cứu hàng. Sau 70 giờ sửa chữa khẩn cấp liên tục của các công nhân đường sắt, đoạn giữa ga Phúc Thụ Linh và ga Phúc Văn trên đường sắt Ưng Hạ đã được hoàn thành vào lúc 7 giờ ngày 10 tháng 8, sau khi các đoàn tàu được xác nhận là an toàn. Toàn bộ tuyến đường sắt Ưng Hạ đã trở lại hoạt động. Vào lúc 8 giờ 31 phút ngày 10 tháng 8, đội lính của đội cứu hỏa Nam Sương nhận được báo động nói rằng một xà lan tại bến công trình thủy ở ngã tư cầu Cám Giang và cầu Ưng Hùng ở thành phố Nam Sương đã bị lũ cuốn trôi bởi một sợi dây cáp cố định. Thân tàu khổng lồ bị lệch 180 độ gây ra mối đe dọa cho các tàu gần đó và các cây cầu ở hạ lưu. Sau khi nhận được tin báo, đội lính thủy của đội cứu hỏa Nam Sương đã nhanh chóng điều động một thuyền chiến đấu cùng 9 chỉ huy và máy bay chiến đấu đến hiện trường để cứu hộ và loại bỏ nguy hiểm. Tàu gặp nạn là xà lan mất điện, chiều dài thân tàu khoảng 20 m, cao khoảng 6 m. Một trong hai dây cáp cố định đã bị nước lũ làm đứt, khiến thân tàu lắc lư qua lại. Nó gây nguy hiểm cho sự an toàn của các tàu ở hạ lưu và cầu Ưng Hùng. Vương Kiến Huy, đội trưởng đội cứu hỏa nước Nam Sương, nói với các phóng viên, sau gần 2 giờ vật lộn cứu nạn, xà lan đã cập bờ thành công vào bờ sông Cám Giang. Lực lượng cứu hỏa lập tức ổn định, gia cố tàu đảm bảo không gây nguy hiểm cho tàu. Vào lúc 10 giờ 50 phút ngày 10 tháng 8, đội cứu hỏa huyện Hạ Giang nhận định tin báo. Một chiếc ô tô vô tình bị mắc kẹt trong trận lũ gần hồ Hình Phúc ở thị trấn Mã Bu, huyện Hạ Giang. Tài xế bị mắc kẹt trong xe và yêu cầu được giải cứu. Nhận được tin báo, lực lượng cứu hỏa lập tức điều xe cứu hỏa cùng 7 lính cứu hỏa đến hiện trường ứng cứu. Sau khi lực lượng cứu hỏa đến hiện trường, họ phát hiện ra rằng do mực nước của hồ chứa Hình Phúc ở thị trấn Mã Bu dâng cao nhanh chóng, lũ lụt đã làm ngập đường và cản trở giao thông. Một trong những chiếc ô tô đi qua đã vô tình bị lũ cuốn hàng chục mét, tài xế trên xe thiệt mạng, tình hình rất nguy kịch. Do đường nước chảy xiết nên các phương tiện cứu hộ không thể vào được, lực lượng cứu hỏa chỉ còn cách dùng dây thừng để triển khai cứu nạn. Trong khi ổn định tinh thần của những người bị mắc kẹt, lính cứu hỏa đã cố định một đầu của sợi dây vào bờ và ném đầu còn lại cho những người bị mắc kẹt trong xe bằng tay không và một lính cứu hỏa đứng trên bờ để ứng phó. Cơn lũ ngày càng dữ dội, cả quá trình cứu hộ đang chạy đua với thời gian. Cuối cùng, mọi người đã thành công trong việc cứu tài xế. Sau khi quá trình được giải cứu, chụp ảnh và đăng lên Internet, một số cư dân mạng đã thốt lên. Thật hồi hộp đến nỗi tôi không dám chợp mắt. Nhiều người dân bình thường đã xông lên trong cuộc giải cứu thiên tai bão lũ này. Đặng Văn Tân ở làng Tiểu Kiều, thị trấn Mã Sơn, quận Tương Đông, thành phố Bình Hương là một trong số đó. Đặng Văn Tân, 67 tuổi, là một dân làng bình thường ở làng Tiểu Kiều,
Vào trưa ngày 8, mưa lớn liên tục khiến sông làm ngập đoạn cầu nhỏ của đường cao tốc Bình Mã và một số dân làng ở làng Tiểu Kiều ở vùng trũng thấp gặp nguy hiểm. Vào khoảng 12 giờ 20 phút trưa, Đặng Văn Tân, trưởng thôn và tổ công tác thôn cùng với các cán bộ khác bắt tay vào công tác chống lũ cứu hộ. Cùng với đội tuần tra tình nguyện trong làng, ông dùng bè tre sơ tán những người bị mắc kẹt, cùng dân làng dùng máy xúc di chuyển đất đá chống lũ cho các cửa hàng đối diện đường phố, hỗ trợ lực lượng công an vũ trang di chuyển những người bị ảnh hưởng bằng thuyền xung kích. Từ 12 giờ 20 phút ngày 8 đến 18 giờ ngày 9, cùng với các nhân viên khác, anh đã ở tuyến đầu chống lũ trong 30 giờ và chuyển hơn 300 dân làng từ hơn 80 hộ gia đình trong 4 nhóm dân làng từ Tư Nguyên, Tiểu Kiều, Thương Hạ và Việt Khẩu. Mãi đến khoảng 18 giờ ngày 9, lũ mới rút đi một chút. Ông Đặng Văn Tân bận rộn gần 30 tiếng đồng hồ mới về nhà để kiểm tra thiệt hại nhà cửa. Bị ảnh hưởng bởi lượng mưa lớn, lũ lụt xảy ra ở nhiều nơi trong tỉnh, quân khu Giang Tây sau khi nghe lệnh đã di chuyển và tổ chức dân quân tập trung trên tuyến đầu ứng phó với các loại thiên tai. Tính đến 18 giờ ngày 9, quân khu Giang Tây đã điều động hơn 800 dân quân và chuyển hơn 6.000 người bị mắc kẹt. Vào lúc 20 giờ ngày 8 tháng 8, Phòng lực lượng vũ trang nhân lực của quận Ngọc Thủy, thành phố Tân Dư nhận được cuộc gọi cầu cứu từ Ủy ban huyện và chính quyền quận 4 thị trấn Nam An, Tân Tây và Kiết Thủy bị ấm ngục nghiêm trọng, nước dâng cao đến một tầng, tính mạng và tài sản của người dân bị đe dọa nghiêm trọng. Ban chỉ huy quân sự huyện đã nhanh chóng triển khai phương án khẩn cấp chống lũ, cử cán bộ, công nhân, bộ đội, tiền tiêu mang theo xuồng xung kích và vật tư, thiết bị cứu nạn khẩn cấp. Bộ đội chia thành nhiều mũi khẩn trương lên tuyến đầu cứu hộ và cứu trợ thiên tai càng sớm càng tốt. Tại thị trấn Nam An, hơn 2.000 người bị mắc kẹt. Dân quân đã cử 20 người vào làng dưới mưa, dùng đèn pin gõ cửa từng nhà để vận động quần chúng di rời. Tại thị trấn Tân Tây và thị trấn Giao, hơn 130 dân quân đã bị mắc kẹt phải đóng quân trên bờ kè Nguyên Hà kiểm tra qua đêm. Vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 9, mực nước sông Dương Tây ở huyện Phấn Nghi dâng cao. 18 người dân ở thị trấn Dương Giang bị lũ bao vây gần một đêm và đang cần được giải cứu khẩn cấp. Ban chỉ huy vũ trang nhân dân quận đã triển khai phương án khẩn cấp, tổ chức đội cứu hộ dân quân gồm 36 người lái xuồng xung kích vào tìm kiếm từng nhà một, di dời toàn bộ những người bị mắc kẹt đến khu vực an toàn sau 2 giờ. Thảm họa tiếp tục xảy ra và các cuộc ứng cứu tiếp tục bắt đầu. Do bị ảnh hưởng bởi lượng mưa lớn, lũ lụt ở nhiều nơi tại thành phố Phúc Châu dâng cao, một đội biệt kích dân quân đã được tập hợp khẩn cấp và lao đến hiện trường cứu trợ thiên tai để bắt đầu cứu hộ. Vào khoảng 17 giờ ngày 8, lũ lụt ở làng Thanh Thủy, thị trấn Sơn Phong, huyện Trung Nhân diễn ra dữ dội, nước dâng cao đến thắt lưng, nhưng trong thời gian ngắn, nhiều người đã không kịp di chuyển khỏi những ngôi nhà bị mắc kẹt. 22 dân quân có kỹ năng dưới nước tốt đã thành lập một đội cứu hộ khẩn cấp đã cứu được 21 người già và 5 trẻ em đến nơi an toàn. Vào lúc 23 giờ ngày 8, một vụ lở đất đã xảy ra ở làng Trung Độ, thị trấn Phùng Cương, huyện Nghi Hoàng và khoảng 200m² đất đá bị lở. 10 dân quân từ doanh trại của thôn đã khẩn trương đến hiện trường trong đêm. Sau hơn 2 giờ liên tục dưới trời mưa, các anh đã giải tỏa được chướng ngại vật, thông tuyến trở lại. Vào lúc 6 giờ ngày 9, thị trấn Thái Dương, quận Mới Đông Lâm, quận Lâm Xuyên, thành phố Phúc Châu đã xảy ra thiên tai và một số người cần được chuyển gấp. Ban chỉ huy vũ trang nhân dân huyện đã tổ chức hơn 20 đợt cứu nạn, sơ tán, chuyển di rời hơn 360 người dân bị ảnh hưởng. Bị ảnh hưởng bởi lượng mưa lớn, hơn 30.000 người ở Bằng Hương bị ảnh hưởng bắt đầu từ 8 giờ sáng ngày 8 tháng 8. Tiểu khu quân sự Bằng Tường đã điều động 260 dân quân và 43 thuyền xung kích di chuyển 3.608 người trong cơn bão đến nơi an toàn. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự tổng hợp ngày hôm nay. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất trong những bản tin tiếp theo. Quý vị hãy đăng ký kênh Tin Mới để theo dõi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!